Như vậy, chỉ còn giấy khen cho danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi. Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư 22/2021/TT-BGDDT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng sẽ tặng giấy khen thưởng cuối năm học cho các học sinh đạt các danh hiệu. Danh hiệu học sinh xuất sắc, đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức tốt, kết quả học tập được đánh giá mức tốt, và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với bằng điểm số có điểm trung bình đạt từ 9 điểm trở lên, khá. Danh hiệu học sinh giỏi đối với những học sinh có kết quả rèn luyện và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức tốt, có nghĩa phải có 6 môn đạt 8 điểm trở lên và các môn đều phải trên 6,5. Hiệu trưởng nhà trường cũng có thể tặng giấy khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học. Từ nay, chính thức bỏ tặng giấy khen và danh hiệu học sinh tiên tiến. Như vậy, danh hiệu học sinh tiên tiến không còn nữa. Vấn đề này đã được ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo trao đổi với Vietnamnet như sau. Trước đây, chúng ta có khen thưởng danh hiệu học sinh tiên tiến và học sinh giỏi thì nay đưa ra các mức khen thưởng học sinh giỏi và học sinh xuất sắc. Về cơ bản chỉ là cách gọi các mức khen thưởng. Khái niệm tiên tiến trước đây liên quan đánh giá hành kiểm từ loại khá trở lên. Còn danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi giờ đây đánh giá mức đạt được yêu cầu phẩm chất và năng lực học sinh. Ngoài ra, khi chúng ta để mức học sinh tiên tiến như trước thì số lượng học sinh đạt danh hiệu này sẽ quá nhiều, mà khi danh hiệu nhiều dẫn đến không còn giá trị, động lực phấn đấu cho học sinh. Tuổi thơ tôi còng có chú gấu, bộ lông mềm hơn tơ lụa. Không có búp bê mắt khép mở đứng ngồi, không có cánh diều bay suốt một bờ sông, vang cả tiếng cha êm đềm. Bình thừa vách liêm tuổi thơ tôi không có chú gấu, bộ lông mềm hơn tơ lụa, không có búp bê mắt khép mở đứng ngồi, không có cánh diều bay suốt một bờ sông, vang cả cha êm đềm tên thưa vách liêm. Tuổi thơ tôi chỉ có gió quang quận trời thấp mây xám, dầu đắng và cỏ dại có lời ru ở trường của mẹ ra son, mẹ một mình, mẹ một mình nhặt khe tranh sâu nghe mơ sâu đầu ngõ, lưng cầu nắng sớm chiều mưa, chợ đường xa bán chợ đường xa, chân không xem lầm nhầm đã xoài. Mẹ một mình, mẹ một mình, mẹ một mình, mẹ một mình. Mùa thu mưa ngâu, mẹ về với cha bước qua cầu.
diều bay suốt một bờ sông, vang cả tiếng cha êm đềm phênh thưa vách liêm. Tuổi thơ tôi chỉ có gió quan cuộn trời thấp mây giăng, dầu đắng và cỏ dại, có lời ru ở trưa hè của mẹ ra son. Ư mẹ một mình, mẹ một mình nhặt khế tranh sâu hè, mơ sâu đầu ngõ lưng cầu nắng sớm chiều mưa, chợ đường xa ban chợ đường xa, chân không xem lầm nhầm ga sỏi. Mẹ một mình, ư mẹ một mình.